doanh nhân có mã số thuế và đăng ký kinh doanh mới được thi Hoa hậu. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2023 khẳng định như vậy tại cuộc gặp gỡ báo chí vừa diễn ra. Cuộc thi tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các nữ doanh nhân đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời tìm kiếm gương mặt đại diện cho cộng đồng nữ doanh nhân có đầy đủ các tiêu chí nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh. Theo ban tổ chức chương trình, nhiều năm qua, phụ nữ ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á được xem là thành công trong việc phát triển doanh nghiệp của mình, bất chấp những rào cản lớn về văn hóa, xã hội và cơ sở hạ tầng đang đe dọa và cản trở sự phát triển của họ. Vì thế, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2023 là để tôn vinh các nhan sắc, trí tuệ nữ doanh nhân Đông Nam Á. Ông Hoàng Mạnh Hà, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á 2023 dành riêng cho các nữ doanh nhân nên có nhiều đặc thù thú vị. Ví như ban tổ chức sẽ có các buổi tọa đàm về kiến thức, kỹ năng mang nhiều yếu tố quản trị doanh nghiệp, pháp luật, hội nhập quốc tế hoặc các buổi thảo luận về các chuyên ngành kinh doanh làm đẹp, truyền thông, giáo dục. Cùng với đó, các hoạt động giới thiệu doanh nghiệp tại sự kiện cũng được xây dựng để các nữ doanh nhân khẳng định giá trị bản thân, khai thác cơ hội tỏa sáng mà vẫn có dịp phát triển thương hiệu công ty mình. Trả lời câu hỏi của Vinamnet về việc cuộc thi này dành cho các nữ doanh nhân, liệu có sự ưu ái nào cho các nữ lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp lớn, có doanh thu cao không? Nhan sắc hay trí tuệ sẽ là yếu tố đầu tiên khi ban tổ chức quyết định trao vương miện cho ai đó. Ban tổ chức cho hay, tiêu chí cuộc thi đưa ra rất rõ ràng về độ tuổi, nghề nghiệp. Ngoài sắc đẹp ra, họ phải là doanh nhân, có trình độ nhất định. Doanh nhân có mã số thuế và đăng ký kinh doanh mới được thi Hoa hậu, chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ ban đầu, nếu họ không đưa ra được những điều kiện đó thì sẽ bị loại. Ban tổ chức không có sự ưu ái cho bất kỳ thí sinh nào. Người đẹp bước lên bục vinh quang là người có tài năng, sắc đẹp, bản lĩnh và được đánh giá công bằng. Hiện nay có nhiều cuộc thi người đẹp diễn ra, nên chúng tôi sẽ có những đánh giá chuyên nghiệp và khắt khe hơn. Ban tổ chức cho biết thêm, thành phần của ban giám khảo sẽ là những doanh nhân, người đẹp đến từ nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Hoa hậu Doanh nhân sẽ có những hoạt động tại Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Sau cuộc thi năm 2023, sự kiện sắc đẹp này sẽ được tổ chức thường niên 2 năm một lần. Ông Tạ Mạnh Tường, đạo diễn nghệ thuật của cuộc thi cho hay, tiêu chí mỗi cuộc thi khác nhau nên cuộc thi sẽ không chấp nhận thí sinh chuyển giới. Người chuyển giới đã có cuộc thi riêng của họ rồi. Ở đây, chúng tôi tôn vinh những nữ doanh nhân tài năng, có khả năng lãnh đạo. Thí sinh sẽ được chấm điểm trong suốt quá trình dự thi, qua nhiều vòng, ở các hoạt động bên lề. Vẻ đẹp tâm hồn sẽ được chúng tôi chú trọng. Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đông Nam Á chính thức được cấp phép triển khai từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 bởi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Vòng chung kết của cuộc thi được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3 tại Đà Nẵng.